giờ cụ ở có mình nhà, bây giờ không có ai nuôi hết. Con giờ đi ở rễ, có thằng ở rễ, thằng có ba bị xe đụng chết, nhỏ cái có chồng giờ đi đâu rồi không biết. Nó có chồng trước nó hâu, nó hâu rồi nó mới có thằng chồng sau, chồng đi nó mất không biết. Giờ ở có mình ở chung cũ. Hôm nay tôi thích kia chú Hưng tặng bà cái áo ấm với cái nón. Cảm ơn. Tổ lòng giúp đỡ, cảm ơn. Trong mùa đông về tình thương của cô thích kia với chú Hưng. Tặng bà cái áo ấm với cái nón. Cảm ơn cô Bích Kỳ. Dạ. Giờ bị tiểu đường nữa nè. Dạ. Giờ đây bị tiểu đường. Bà băng sao bà? Dạ, bị tiểu đường cái này bị tai nạn bữa qua cháu gái còn các thai hôm nay dạ. Bị tiểu đường là bán vậy chứ cho 20-30 có gì chứ. Bị tiểu đường. Rồi bây giờ cô Vicky chú Hân tặng bà áo ấm nha. Rồi mặc vô cho bà thôi, mặc vô cho bà đi. Mặc vô cho bà. Mặc vô cho bà. Bên Mỹ giúp đỡ cho tôi cái áo và cái nón, tôi rất mừng. Cầu chúc cho cô Quốc Kỳ Hưng, tôi cầu chúc cô Quốc Kỳ và chú Hưng ở bên Mỹ giàu giàu sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Tặng bà món quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng, tặng cho bà cái nón và cái áo để mùa đông về bà mặc ấm áp, bà đi bán vé số. Cái nón này nè, bà có lạnh bà chờ bà đội lên luôn nha. Cảm ơn. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Rồi con chúc bà bán hết nha. Con ơi, con nói ở bên Mỹ thằng có thầy giúp đỡ cho gì chứ ai gì cũng có tiền, gì khổ có đời. Bà rất là vui khi nhận được món quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng tặng áo ấm cho bà ngồi ở ngoài đường này bị bệnh đau đi bán vé số. Nam mô A Di Đà Phật. Hai tội nè.
áo mớ rồi gì tem mạc luôn nè thôi đó. Hôm nay bà vui không? Vui. Cô biết kêu chú Hưng tặng bà vui không? Vui mừng lắm. Dạ. Dạ do tới chú Hưng cô biết kêu á. À cô biết kêu với chú Hưng. Với chú Hưng mừng dạ. Lắm con mừng lắm. Mừng lắm con ơi. Giờ đã bệnh mà không có tiền nè con ơi. Nói đó chú giúp chừng. Dạ. Con chúc bà sức khỏe nha. À cảm ơn con. Dạ. Ngồi ra ở ngoài vườn này ngồi. Ở nhà Mỹ sẽ có giúp đỡ cho bà già 78 tuổi cho bà đi nằm nhà thôi bị tiểu đường bên đây giờ nó lỡ bên đây nữa rồi. Bánh hộp bán xong hả? Đó cậu rồi bán hết chưa? Bán hết rồi cậu. Còn 50 cái hộp và COVID chưa đi. COVID kia với chú Hương ở bên Mỹ. Hương cho tặng cho bà cái áo ấm và nón len nha bà ơi. Đó. Cô cảm ơn cậu. Cảm ơn cô Bích Chi và chú Hưng ở bên Mỹ. Chúc cho cô cậu được khỏe mạnh. Có nhiều khi gặp từ thiện nữa. Tình thương của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ rất nhiều. Tặng cho bà đi bán vé số cái áo ấm và nón len. Con chúc cho bà nhiều sức khỏe nha. Nam mô Di Đà Phật. Chóng mặt vô luôn. Ngựa già nè. Cô Vicky với chú Hưng tặng cho ông cái áo lạnh trong mùa đông về ấm áp. Dạ. Thank you.
Hưng bên Mỹ rất nhiều. Cảm ơn cô Vicky và chú Hưng bên Mỹ. Trời, ông vui không ông? Ông vui không? Ông vui lắm nghe. Rồi con chúc ông nhiều sức khỏe nha ông. Chúc ông đi bán vé số hết cả. Cho mua Di Đà Phật. Rồi ông đi bán vé số hết nha ông. Dạ đây xe đạp này cô Vicky chú Hưng ơi. Hôm nay cô Vicky với chú Hưng ở bên Mỹ tặng cho bà cái áo với cái nón len. Rồi, con cho chúc bà bán cái số hết nha. Cảm ơn cô Vicky, chú Hưng bên Mỹ rất nhiều. Rồi, dạ cô Vicky với chú Hưng tặng cho bà áo. Tặng cho bà áo với cái nón len nha bà, để mùa đông về bà bạn ấm áp. Cảm ơn. Dạ. Bà đứng đi, bà đứng đây đi, bà đứng đây đi. Và đứng đây đi để lấy áo, lấy nón đội lên cho bà. Chú Hưng cô Vicky ơi, bà đi bán cái số bà vui lắm nè cô. Chú Hưng cô Vicky ơi. Cảm ơn cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ rất nhiều. Hôm nay bà nhận áo ấm với áo len bà vui không? Vui, vui lắm. Vui lắm nha. Con chúc cho bà nhiều sức khỏe. Bà đi bán cái số hết nha bà. Cảm ơn thầy Tháp. Rồi, nó mua chú Thật rồi. Mà bán hết giấy số cô Vicky với chú Hưng ở nơi xa mùa đông về dành cái tình thương cho bà, tặng bà cái áo ấm với cái nón len cho bà mặc nha bà. Cảm ơn, chúc bà cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ rất nhiều áo ấm và nón len rất vui. Dạ.
Rồi con chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con chúc bà đi bán cho sớm hết nha. Dạ cô Vicky và chú Hưng ơi, bà đi bán vé số nè. Bởi vì vậy mà tình thương của cô Vicky và chú Hưng tặng cái áo ấm và cái nón len, cảm thấy ấm áp tình yêu thương lắm cô Vicky và chú Hưng ơi. Dạ chúc cô Vicky chú Hưng muôn đời bình an. Hôm nay bà vui không? Hả? Bà vui không? Vui. Dạ, con chúc cho bà nhiều sức khỏe nha. Con chào bà. Bà rất là vui luôn cô Vicky và chú Hưng ơi, con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi, mua cho cô một tô luôn.